lại tất cả cái khổ của mình nó từ cái gì? Từ cái không như ý mà ra. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, nhưng mà đều là cái bất như ý hết. Thì cô nói cái này, chính vì cái này mà đạo Phật khác với những cái tôn giáo khác, là cái chấp thủ. Mình chấp cái thân này là của mình, cho nên mình chấp cái người đó là chồng của mình, người đó là con của mình, cái đây là gia tài của mình, cho nên nó phải như vậy, nó phải như vậy. Và mình chấp cái đó thì mình khổ hoài luôn. À, gần đây cô nhận gần như hơn 100 cái email đều là hỏi về cái bất như ý trong gia đình hết, mà cô kiệt sức luôn, không có trả lời được nữa. Thì nhân đây thì cái chuỗi vấn đáp Phật pháp cho rất nhiều câu hỏi na ná như vậy, thì cô trả lời chung trong cái buổi pháp thoại hôm nay, đó là chúng ta đừng kỳ vọng gia đình mình ứng xử theo ý mình. Mình làm như vậy là rất khổ đau cho mình. Dạ. Mà mình phải sao ạ? À? Mình bỏ cái chấp thủ vào, mình bỏ cái kỳ vọng bên ngoài vào. Mình phải trừ cái chấp thủ này. À, mà các cái ngoại đạo khác là người ta sẽ có cái gì, cái ngã luận thủ, tức là chấp cái ta này nè. Chấp cái ta cho nên chấp cái người đó là chồng mình, vậy cho nên cái tri kiến này nó thiếu sót. Mà có cái tri kiến thiếu sót này rồi thì dù có cái lòng tin bậc đạo sư, tin giáo pháp, tin có thành tựu giới luật, nhưng mà không bao giờ được xem là hoàn toàn. Cho nên Phật giáo khác với tôn giáo khác ở chỗ này, mình tin Phật, tin pháp, tin tăng, này bữa trước cô giảng rồi đúng không?